Lại nữa, thời phần thiên vương được môn giải thoát, phát khởi căn lành của tất cả chúng sinh, khiến cho họ vĩnh viễn lìa khỏi yêu bi khổ não. Này giảng tiếp theo, vị thời phần thiên vương thuộc về dục giới, tầng trời thứ ba, trời dạ ma. Vị này khiến cho chúng sinh sinh khởi căn lành và làm cho chúng sinh thoát khỏi ưu sầu phiền não, cải tà quy chánh, bỏ ác hướng thiện, bỏ mê về giác, thì vĩnh viễn lìa khỏi ưu bi khổ não. Đó là môn giải thoát của vị thiên vương này đắc được. Diệu quang thiên vương được môn giải thoát vào khắp tất cả cảnh giới. Vị diệu quang thiên vương đắc được tất cả phương tiện pháp môn vào khắp tất cả cảnh giới trong mười phương cõi nước. Vị này không những thấy rõ cảnh giới của chư Phật và cảnh giới của chúng sinh, mà còn nhập vào cảnh giới này nhưng không bị cảnh giới chuyển, cũng chẳng tùy thuận cảnh giới, có định lực mà chẳng động tâm. Đó là môn giải thoát của vị này đắc được. Vô tận huệ công đức tràng thiên vương được môn giải thoát, đại bi luân diệt trừ tất cả hoạn nạn. Vị vô tận huệ công đức tràng thiên vương này, trí huệ không cùng tận và công đức như tràng báu. Vị này diệt trừ tất cả hoạn nạn như bệnh hoạn, tai hoạn, họa hoạn, hỏa hoạn, thủy hoạn, phong hoạn, vân vân. Và còn có một thứ hoạn nữa, đó là tâm hoạn, tức là hoạn được hoạn mất. Nếu không được vật mong muốn thì nghĩ hết biện pháp để chiếm cho được, đó là hoạn được. Đã được rồi thì lại sợ mất, đó là hoạn mất. Vị thiên vương này dùng đại bi luân đến khắp tất cả chỗ hoạn nạn, nơi nào mà có hoạn nạn, có vị này dùng đại bi luân đi diệt trừ. Đại bi luân tức là tâm đại bi. Vị này dùng tâm đại bi đi cứu tất cả khổ hoạn nạn của chúng sinh. Đó là môn giải thoát của vị này đắc được. Thiện hóa đoan nghiêm thiên vương được môn giải thoát, biết rõ tất cả tâm của chúng sinh trong ba đời. Vị thiện hóa đoan nghiêm thiên vương khéo về sự giáo hóa và rất đoan chánh trang nghiêm, mắt chẳng nhìn xiên, tai chẳng nghe lệch, khi ngồi thì ngay ngắn, đi thì uy nghiêm, dùng phương pháp quyền xảo phương tiện để giáo hóa tất cả chúng sinh, và còn biết rõ tất cả tâm chúng sinh trong ba đời. Nào là thiện, là ác, tham sân si, bất cứ tâm gì vị này đều biết rõ. Không những biết một đời mà còn biết ba đời. Đó là một giải thoát mà vị này đắc được. Tổng trì đại quang minh thiên vương được môn giải thoát, Đà La Ni quang minh, ghi nhớ tất cả các pháp không quên mất. Vị tổng trì đại quang minh thiên vương có đại trí huệ đại quang minh, tổng tất cả các pháp trì vô lượng nghĩa. Bất cứ việc gì, không cần ép phải nhớ, chỉ cần qua tai mắt thì vĩnh viễn không bao giờ quên. Vị này đắc được cảnh giới môn Đà La Ni quang minh, ghi nhớ giống như dùng tay cầm vật gì, nhớ rất rõ ràng, không quên. Ghi nhớ tất cả các pháp, tức là sắc pháp, tâm sở pháp, bất tương ưng pháp, vô vi pháp. Những pháp này đều nhớ hết, không quên. Làm thế nào để không quên mất? Tức là xem kinh điển cho nhiều, nghiên cứu kinh điển. Lâu dần thì tự nhiên sẽ khai mở đại trí huệ. Đó là môn giải thoát của vị này đắc được. Bất tư nghỉ huệ thiên vương được môn giải thoát phương tiện không nghĩ bàn, khéo vào tự tánh của tất cả nghiệp. Vị bất tư nghỉ huệ thiên vương có trí huệ không thể nghĩ bàn, giáo hóa tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh cũng đắc được trí huệ không thể nghĩ bàn. Vị này đắc được một thứ tam muội, dùng đủ thứ phương tiện pháp môn để giáo hóa tất cả chúng sinh, khiến cho họ phát Bồ Đề Tâm, tu hạnh Bồ Tát, đều từ trong tự tánh sinh ra phương tiện pháp môn này, khéo nhập vào tất cả nghiệp để giáo hóa chúng sinh. Luân Tể Thiên Vương được môn giải thoát, phương tiện chuyển bánh xe pháp để thành thục chúng sinh. Vị Luân Tể Thiên Vương hiểu biết cảnh giới của Đức Phật, chuyển bánh xe pháp giáo hóa chúng sinh. Chuyển bánh xe pháp tức là giảng kinh thuyết pháp, khiến cho chúng sinh thành quả vị Phật, đắc được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vị này muốn khiến cho chúng sinh đắc được quả vị Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác, cho nên trước dùng phương tiện pháp môn, quyền xảo phương tiện, từ bi cứu độ để giáo hóa chúng sinh. Quang Diệm Thiên Vương được môn giải thoát, mắt rộng lớn, quan sát khắp chúng sinh mà đến điều phục. Vì Quang Diệm Thiên Vương có quang minh màu lửa ngọn, do trí huệ mà thành tựu. Vị này đắc được mắt trí huệ rộng lớn. Mắt trí huệ này sinh ra ở chỗ nào?
ở tại mỗi lỗ chân lông. Cho nên vị này quán sát được khắp hết thảy chúng sinh, thấy chúng sinh nào cơ duyên thành thục, thì đến giáo hóa chúng sinh đó, khiến cho họ phát bồ đề tâm chứng vô thượng đạo. Vị này quán sát mỗi chúng sinh khi nào độ được, thì lúc đó sẽ đến độ chúng sinh nào, nên dùng thân gì để độ được, thì hiện thân đó để thuyết pháp. Ví như nên dùng thân Phật để độ được, thì hiện thân Phật để thuyết pháp cho họ nghe. Nên dùng thân Bồ Tát độ được, thì hiện thân Bồ Tát để thuyết pháp. Nên dùng thân A-la-hán để độ được, thì hiện thân A-la-hán để thuyết pháp. Nên dùng thân Đế Thích, Tể Tướng, Trường Giả, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Cư Sĩ Nam, Cư Sĩ Nữ, vân vân độ được, thì hiện các thứ thần để thuyết pháp. Cho nên vị này quán cơ đầu giáo vì người thuyết pháp, dùng đủ thứ phương tiện pháp môn để điều phục chúng sinh, khiến cho chúng sinh bỏ tà về chánh. Đó là môn giải thoát của vị này đắc được. Quang Chiếu Thiên Vương được môn giải thoát, vượt khỏi tất cả nghiệp chướng, hồng thuận theo chỗ làm của ma. Vị Quang Chiếu Thiên Vương này phóng đại quang minh chiếu sáng 3.000 đại thiên thế giới, cho nên không tùy thuận theo chỗ của ma, mà thuộc về đen tối, nhưng đại quang minh phá trừ đen tối. Vị này đắc được một giải thoát, vượt khỏi tất cả nghiệp chướng. Tất cả chướng có báo chướng và phiền não chướng. Nghiệp chướng tức là tạo tất cả nghiệp ác làm chướng ngại tâm tu đạo. Báo chướng tức là nghiệp đã tạo ra, phải thọ quả báo. Quả báo này cũng chướng ngại sự tu đạo. Làm súc sinh thì không dễ gì nghe kinh nghe pháp. Làm ngạ quỷ thì càng không dễ gì nghe được Phật pháp. Những loại chúng sinh này không dễ gì tu đạo. Phiền não chướng, tức là người tu đạo phiền não quá nhiều, cũng sẽ chướng ngại sự tu đạo. Tất cả chướng này đều gần với ma, nếu không cẩn thận thì sẽ lạc vào đường ma. Vị thiên vương này dùng trí huệ để chiếu soi, chiến thắng ma quân, không tùy thuận chỗ làm của ma, mà vương dạy đường bố thí. Nhưng vị này nhất quyết bố thí, mà vương dạy đường trì giới, nhưng vị này nhất định phải trì giới. Mà vương dạy đừng tinh tấn, vị này nhất định phải tinh tấn. Mà vương dạy nóng giận, nhưng vị này nhất định phải nhẫn nhục. Mà vương dạy đừng chuyển bánh xe pháp, vị này nhất định phải chuyển bánh xe pháp. Mà vương dạy đừng tham thiền, vị này nhất định tham thiền. Tóm lại, vị này không chuyển theo ma cảnh, đó là môn giải thoát của vị này đắc được. Phổ Quán Sát đại danh xưng Thiên Vương được môn giải thoát kéo dạy bảo tất cả các thiên chúng, khiến cho họ tâm được thanh tịnh. Vị Phổ Quán Sát đại danh xưng Thiên Vương quán sát khắp hết thảy tất cả các thiên chúng. Vì tất cả các thiên chúng quá sung sướng, dễ quên tu hành, cho nên vị Thiên Vương này dùng đủ thứ phương tiện pháp môn để dẫn dụ tất cả thiên chúng, khiến cho họ hiểu Phật pháp, dạy bảo các thiên chúng tiếp thọ Phật pháp, nhận chân tu hành, sinh tâm thanh tịnh, khử trừ vọng niệm hỗn tạp. Đó là môn giải thoát vị này đắc được. Bấy giờ thời phần thiên vương nương oai lực của Đức Phật, quán sát khắp tất cả thiên chúng thời phần mà nói ra bài kệ. Lúc đó vị thời phần thiên vương nương sức đại, oai đức, thần thông của Đức Phật, quán sát khắp tất cả thiên chúng thời phần trời dạ ma mà nói kệ tán thán công đức của Phật. Phật trong vô lượng kiếp xa xưa đã sạch biển yêu não thế gian, chẳng còn nhiễm trần thanh tịnh đạo, đèn trí huệ luôn chiếu chúng sinh. Phật trong vô lượng kiếp xa xưa, Phật trong vô lượng vô biên kiếp về trước, chẳng có yêu não, đã sạch biển yêu não thế gian. Phật trong vô lượng kiếp về trước đã cạn sạch biển yêu não thế gian, chẳng còn chút yêu não nào tồn tại, chẳng còn nhiễm trần thanh tịnh đạo. Phật dứt hết tất cả nhiễm ô, thì đại đạo sẽ thanh tịnh. Đèn trí huệ luôn chiếu chúng sinh. Đạo thanh tịnh này vĩnh viễn chiếu soi tâm chúng sinh, trở thành đèn trí huệ tâm. Đèn tâm này thường sáng không tắt, khiến cho chúng sinh hiểu được thế gian này là khổ nhiều vui ít, mà sớm thoát khỏi tam giới đắc được khoái lạc vĩnh cửu. Pháp thân Như Lai thật rộng lớn, mười phương bờ mé không thể được. Tất cả phương tiện không hạn lượng, diệu quang minh thiên vào môn này. Pháp thân Như Lai thật rộng lớn, pháp thân của Phật vô tại vô bất tại, đặc biệt rộng lớn, không bờ không mé,
cũng có thể nói là tận hư không khắp pháp giới. Mười phương bờ mé không thể được. Nếu đi đến bờ mé mười phương, tìm pháp thân của Phật thì tìm cũng chẳng được. Tại sao? Vì pháp thân của Phật vượt qua mười phương. Tất cả phương tiện không hạn lượng, tất cả phương tiện pháp môn của Phật cũng không bờ không bến, chẳng có giới hạn nhất định. Diệu Quang Minh Thiên nhập môn này, vị Diệu Quang Minh Thiên Vương có trí huệ và được môn giải thoát này. Sinh già bệnh chết ưu bi khổ, thế gian bức bách không ngừng nghỉ. Đại sư thường xót thể tiêu trừ, vô tận huệ quang giác ngộ được. Sinh già bệnh chết ưu bi khổ, Phật vì muốn chấm dứt sinh già bệnh chết vốn sự khổ lớn mới xuất gia tu hành. Phật tầm đạo tu khổ hạnh 6 năm nhưng không được phương pháp giải thoát, cuối cùng tĩnh tọa dưới cội bồ đề, đột nhiên đại ngộ, biết được nguồn gốc vòng sinh tử là từ vô minh khởi. Tiêu diệt được vô minh thì tiêu diệt được bốn thứ khổ này. Một số người trên thế giới này không những không giác ngộ khổ về sinh già bệnh chết, mà còn nhiễm khổ cho là vui, mà không biết giác ngộ. Khi sinh thì hồ đồ đến thế giới này, khi chết thì hồ đồ rời khỏi thế giới này, khi đến thì không rõ vì sao mà đến, khi đi thì cũng chẳng biết vì sao mà đi. Tóm lại, sinh từ đâu đến, chết đi về đâu, vấn đề này chẳng ai muốn biết, cũng chẳng có ai muốn giác ngộ. Cho nên hồ đồ mà đến, hồ đồ mà đi. Đức Phật trong vô lượng kiếp tu đủ thứ hạnh môn đều vì chấm dứt sinh tử, cho nên đời người từ nhỏ lớn dần, trưởng thành rồi già đi, già sinh ra đủ thứ bệnh, do bệnh mà chết, đó là bốn sự khổ lớn của đời người. Thế gian bức bách không ngừng nghỉ, yêu sầu bi ai đều là khổ. Những sự khổ này bức bách tất cả chúng sinh thế gian, chẳng có thời gian dừng nghỉ. Đại sư thương xót thể tiêu trừ. Đại sư tức là Phật, Phật thương xót tất cả chúng sinh, cho nên phát nguyện diệt trừ tất cả khổ của chúng sinh. Vô tận huệ quang giác ngộ được. Cảnh giới này vị vô tận huệ quang thiên vương giác ngộ hiểu biết được. Trí Phật như huyễn không gì ngại, thấu rõ các pháp trong ba đời, vào khắp trong tâm hạnh chúng sinh, thiện hóa thiên vương chứng môn này. Trí Phật như huyễn không gì ngại, trí huệ của Phật như huyễn giống như chẳng chân thật, nhưng thật ra là chân thật. Trí huệ này chẳng gì chướng ngại được, thấy rõ thật tướng của tất cả các pháp, thấy rõ nghiệp tướng, đạo tướng, phiền não tướng của tất cả chúng sinh. Tóm lại, thấu triệt được tư tưởng của tất cả chúng sinh. Thấu rõ các pháp trong ba đời, thứ trí huệ như huyễn này, liễu đạt được các pháp quá khứ, các pháp hiện tại, các pháp vị lai, cho nên nói pháp của Phật nói trong ba đời, đều thấy rõ thâm sâu, thông đạt vô ngại. Vào khắp trong tâm hạnh chúng sinh, trí huệ của Phật như huyễn tà muội, thứ trí huệ hư huyễn này, biết được trong tâm tất cả chúng sinh nghĩ tưởng gì, làm những gì, và còn nhập vào được trong tâm hạnh của tất cả chúng sinh, khiến cho họ phát bồ đề tâm sớm thành Phật đạo. Thiện hóa thiên vương chứng môn này, cảnh giới này vị thiện hóa đoan nghiêm thiên vương minh bạch được. Bờ mé tổng trì không thể được, biện tài như biển cũng vô tận, chuyển được bánh xe pháp thanh tịnh, giải thoát này của đại quang thiên. Bờ mé tổng trì không thể được. Tổng trì tức là tổng thân khẩu ý ba nghiệp thanh tịnh, trì giới định huệ ba học viên minh, tổng là tổng tất cả các pháp, trì là hành tất cả các pháp. Tổng tất cả pháp trì vô lượng nghĩa, ý nghĩa tổng trì có vô lượng vô biên sự giải thích, cho nên nói bờ mé không thể được. Biện tài như biển cũng vô tận, bốn biện tài vô ngại của Phật giống như biển cả chẳng cùng tận, bốn vô ngại. Tức là bốn thứ trí biện thuyết pháp của Phật Bồ Tát, nơi ý nghiệp giải là trí, nơi khẩu nghiệp giải là biện. Bốn vô ngại biện tài là: một, pháp vô ngại biện tài; hai, nghĩa vô ngại biện tài; ba, từ vô ngại biện tài; bốn, lạc thuyết vô ngại biện tài. Tóm lại tức là biện tài vô ngại, nói ngang, nói dọc, nói thô, nói tế, bất cứ nói thế nào cũng đều có lý. Chuyển được bánh xe pháp thành tịnh,
thường chuyển bánh xe pháp thanh tịnh không thể nghĩ bàn, phá trừ tâm ô nhiễm của chúng sinh mà đắc được tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh, thân thanh tịnh thì pháp tự nhiên thanh tịnh. Giải thoát này của Đại Quang Thiên, cảnh giới này vị tổng trì Đại Quang Minh Thiên Vương minh bạch được. Tánh nghiệp rộng lớn không cùng tận, trí huệ giác ngộ khéo khai thị, tất cả phương tiện không nghĩ bàn, huệ thiên vương ngộ vào môn này. Tánh nghiệp rộng lớn không cùng tận, nghiệp của chúng sinh rộng lớn vô biên không cùng tận, vì nghiệp chẳng có hình tướng, nếu có hình tướng thì sớm đã đầy khắp hư không, không chỗ dung chứa. Nghiệp là gì? Phàm giấy khởi tâm niệm, bất cứ là thiện hoặc là ác đều là nghiệp. Khởi niệm thiện thì tạo ra nghiệp thiện, khởi niệm ác thì tạo ra nghiệp ác. Mọi sự việc nếu chấp tướng là tạo nghiệp, không chấp tướng là giải thoát. Phàm phu chỉ hiểu được tạo nghiệp, Bồ Tát thì hiểu được giải thoát, vì phàm phu khởi tâm vọng đi làm, cho nên là tạo nghiệp. Bồ Tát dùng một phiến tâm thanh tịnh đi làm, cho nên là giải thoát. Giải thoát là trừ sạch phiền não ba độc ở trong tâm, thì đắc được tự tại. Tạo nghiệp là thấy cảnh khởi tâm tham mà tạo thành ba nghiệp thân khẩu ý, nhiễm ô và mê hoặc. Trí huệ giác ngộ khéo khai thị. Phật là người có trí huệ lớn, minh bạch tất cả đạo lý, cho nên khéo khai thị tất cả chúng sinh, khiến cho chúng sinh minh bạch sự vui thế gian là tạm thời, sự vui xuất thế gian là vĩnh viễn. Tất cả phương tiện không nghĩ bàn, Phật dùng tất cả phương tiện để giáo hóa chúng sinh, pháp phương tiện này không thể nghĩ bàn, bất cứ loại chúng sinh nào cũng đều minh bạch tiếp thọ, y pháp phụng hành. Huệ Thiên Vương ngộ vào môn này, môn giải thoát pháp phương tiện này, vì bất khả tư nghị Huệ Thiên Vương đắc được. Chuyển bánh xe pháp không nghĩ bàn, hiển bày tu tập đạo Bồ Đề, vĩnh diệt tất cả khổ chúng sinh, luân tè thiên vương ngộ môn này. Chuyển bánh xe pháp không nghĩ bàn, Phật thường chuyển bánh xe pháp giáo hóa chúng sinh, chuyển động bánh xe pháp vi diệu không thể nghĩ bàn, diệu là không thể tả. Bánh xe pháp là chuyển động hàng thường, như bánh xe tiến về phía trước mà không thối lùi, hiển thị tu tập đạo Bồ Đề. Phật chỉ thị chúng sinh rất rành mạch rõ ràng, tu hành như thế nào, dụng công như thế nào, đắc được giác đạo như thế nào. Nếu không dụng công tu hành thì không thể đắc được giác đạo. Do đó, có làm thì có thu hoạch, làm nhiều thì thu hoạch nhiều, chẳng có chuyện không làm mà có thu hoạch. Người tu đạo dụng công một phần thì có một phần lợi ích, gần giác đạo một bước. Làm những việc khác thường lãng phí công phu mà không được kết quả, chỉ có tu hành pháp môn này làm một chút thì có hiệu quả một chút. Vĩnh diệt tất cả khổ chúng sinh, phải thật tâm tu hành thì mới đắc được đạo lý giác ngộ, mới vĩnh diệt được thống khổ của chúng sinh. Tại sao chúng sinh khổ? Vì không giác ngộ, vì có vô minh cho nên tạo đủ thứ nghiệp, do đó thọ đủ thứ quả báo. Nếu phá trừ vô minh thì sẽ giác ngộ, thì khổ của chúng sinh vĩnh viễn tiêu diệt. Luân tè thiên vương ngộ môn này, cảnh giới phương tiện pháp môn này bị luân tè thiên vương đắc được. Thân thật Như Lai vốn không hai, vật ứng theo hình khắp thế gian, chúng sinh đều thấy ở trước họ, cảnh giới này của Quang Diệm Thiên. Thân thật Như Lai vốn không hai, thân thật tức là pháp thân, thân thật của Phật không những không hai mà một cũng chẳng có. Tại sao? Vì thân thật của Phật vô tướng vô bất tướng, vô tại vô bất tại. Vật ứng theo hình khắp thế gian, thân thật của Phật ứng cơ của chúng sinh, theo căn tính của chúng sinh để vì chúng sinh mà thuyết pháp. Do đó, quán cơ đầu giáo cho